Tại sao ngày hôm nay mình ăn mặc đẹp như vậy mà không có trai nào tới cua vậy trời? Thiệt là buồn quá đi. Quý cô đây đã có bạn nhảy chưa ạ? Em vẫn chưa có. Em rất rảnh. Vậy quý cô có thể cho anh mượn bàn tay được không? Dạ được chứ. Quả là bàn tay rất là đẹp. Cầm giùm cái ly nha, qua mời cô kia nhảy. Nè, ông bị gì vậy? Bộ bị bệnh gì hả? Cái đầu có sao gì? Tôi đang làm thí nghiệm khoa học. Thí nghiệm khoa học gì? Tôi đang thử độ cứng của cái nón bảo hiểm lên cái đầu của tôi, coi là nếu mà cái nón này bể trước á, chứng tỏ đầu tôi cứng hơn cái nón, thì sau này tôi ra đường đỡ khỏi vài đội nón nữa. Trời ơi, anh ra đường ông đi mà không đội mũ bảo hiểm rồi lỡ bị tai nạn rồi sao? Tai nạn cái gì? Đẹp mới là quan trọng. Đội nón vô nó hư hết cái mái tóc thề của tôi. Trời ơi, cái mái tóc thề này hả? Vậy nãy giờ ông thử, ông có thấy có kết quả chưa? Chưa biết cái nào cứng hơn cái nào nữa. Vậy để tôi giúp cho. Cái gì vậy bà nội? Để tôi giúp bấm cái này cho nó nhanh nè. Mà dội mà vàng, mà dấp phải đá, mà hoàng phải dây. Dừng chân ghé lại nơi đây, công ty nón bảo hiểm siêu bền là đây. Gì vậy? Đâu ra vậy? Chỗ ta khai trương mặc cái gì vậy trời? Ai vậy? Cha già đi đâu vậy? Chưa, lời nói đầu tiên cho phép tôi được giới thiệu đoàn hộ tống của tôi. Xin mời. Trời đất ơi, người ta khai trương mà mua đám ma đâu đây? Tán trường, chúng con kính chào cô ạ. Dạ? Quay trở lại đội ngũ, quay trở lại đội ngũ. Cái gì vậy? Chỗ người ta khai trương đi đâu đây? Lùi qua đây để nói chuyện. Lùi qua đây. Nói gì? Mời anh kiểm tra. Kiểm tra gì? Đây, đây cái túi này, mời kiểm tra. Trời, cái đồ quỷ có gì đâu mà kiểm tra không biết nữa. Sao? Em lại đại gia. Trời ơi, tiền gì mà tiền mà chất dữ vậy trời. Dạ. Cũng thường thôi. Đại gia ơi, đại gia cần gì ở nơi đây? Ta muốn mua hết tất cả nón bảo hiểm ở đây. Mua hết? Trời ơi, mua hết. Mua chi dữ vậy? Ba đứa này cùng với tôi có một cái dịch vụ riêng là đi hái sầu riêng. Cho nên là chúng tôi muốn mua nón bảo hiểm này để cho cả quân đoàn chúng tôi có thể đội nón và đi hái sầu riêng. Đi hái sầu riêng. Được. Nón ở đây thì có vẻ nhiều nhưng mà tôi không biết là chất lượng nó có giống như ở trên mạng hay không. Đương nhiên chất lượng là nó phải hơn trên mạng nữa chứ. Chất lượng này là cực kỳ tốt và cực kỳ hay. Dạ, nón bảo hiểm của em. Dạ. Chất lượng mà tốt với hay mới có bền. Chất lượng nó cũng có bền nữa hả? Dạ. Chân mình đi. Dân, để biết được chất lượng của nón bảo hiểm chúng em thì hãy xem qua những quảng cáo mà tụi em đã làm sẵn rồi. Xin mời đại gia thưởng thức. Chào mừng các bạn đến với đại hội những cây đầu giỏi nhất trên thế giới.
Như các bạn đã biết, cái đầu là bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể của con người. Dạ. Bởi vì không có đầu là chúng ta không làm được gì hết. Dạ. Vậy nên các thí sinh đến dự ngày hôm nay, ai trả lời cho ta biết cái đầu quan trọng như thế nào không? Có ta. Hey, let's go! Hey, hey, hey! Ấn tượng không hả Đức Vua? Trời ơi, tào lao. Giới thiệu bình thường thôi là màu. Xin chào Đức Vua. Chào người. Hôm nay đến đây để ứng cử để làm con rể của Đức Vua. Dạ thưa Đức Vua, còn thần đến từ xứ sở Kim Chi. Thần đến đây để rước công chúa về đó để ngâm củ kiệu. Cái gì? Ý là rước về đó để mở tiệm Kim Chi, để cho công chúa sống an nhàn suốt cuộc đời này. Bây giờ ai sẽ trả lời trước câu hỏi này nào? Con. Như thằng đó. Tào lao. Rồi mời. Mời Ả Rập. Ngài Đức Vua, nếu như cô gái không làm hồi đó Đức Vua hỏi, cái đầu tại sao lại là cơ quan quan trọng nhất phải không Đức Vua? Đúng vậy. Ha ha, đơn giản thôi. Tại vì trên cái đầu nó chứa rất nhiều cái bộ phận quan trọng của con người. Wow. Giống như là cặp mắt để nhìn, có mũi là để ngửi, có miệng là để ăn, có tai là để nghe, cái mặt có duyên là để cười. Giỏi, hay hay. Thực sao, thực sao. Dốt nát. Đi dốt nát. Nhu nhược. Tào lao nha. Dạ thưa Đức Vua, ngài có thể cho con mượn cây thánh trượng của ngài được không? Được, nhớ bảo tồn đó. Hey. Cô cho làm cái gì vậy? Hey. Trời ơi, quá sức mạnh quá. Đúng hả, đúng hả? Trời ơi, hay quá. Con có thể làm tất cả mọi thứ. Con có thể đập gãy cái cây thánh trượng này. Hả? Hãy xem đây. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời đất ơi. Ngài thấy cái đầu con cứng chưa? Cứng cái đầu nhà ngươi. Dạ đúng rồi, đầu con rất cứng. Lanh chanh hơn tài lanh hơn, lanh chanh tài lanh vậy. Trời ơi, cái gì thi thố là mình phải giữ gìn hiện trường. Cái này là pháp bảo quyền lực vô biên. Đúng vậy. Vậy á, vậy thôi quăng luôn đi còn cầm chúng ta. Dạ thưa vua. Cái gì? Dạ cây thánh trượng này đã gãy rồi. Bây giờ con xin trả lời câu hỏi khi nãy. Rồi để coi câu này có vớt được không. Dạ theo con thì cái đầu là nơi để gọi đầu. Chính vì vậy chúng ta phải nâng như trứng và hứng như cái bông hoa. Hàng ngày chúng ta phải tắm rửa sạch sẽ cái đầu của mình. Ta phản đối. Sao phản đối? Cái đầu không cần gọi. Hả? Sao tại không sao? Gọi? Cái đầu ta có gọi đâu. Hả? Cũng đúng, cũng đúng. Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Cái đó chỉ là câu hỏi bình thường thôi. Con, vượt qua vòng đầu tiên chúng ta bắt đầu tới vòng số 2. Hãy mang vũ khí của chúng ta ra đây. Dạ. Thử thách nhiều hơn nữa đi. Dạ. Dạ. Thử thách nhiều hơn. Trời ơi. Tập trung, tập trung, tập trung. Đây, đây là thử thách cho các người. Ngủ quả. Ngủ cúng người hay cái gì mà ngủ quả? Không phải. Ở vòng 2 này ta muốn các người thử thách cái đầu của các người có cứng thiệt hay không. Dạ. Hãy dùng đầu của các người đập nát những thứ trên này. Ai là người thi trước đây? Rèm. Mời người. Nào cũ không nhiều đâu nghe. Dạ. Nữa nè đó. Hây. Hây. Ê coi chừng mày đập cái cột nha. Hây. Hay lắm. Cái đầu cứng tới mức độ gãy còn mà trứng không gãy. Trời ơi, cái này là vượt qua khả năng tưởng tượng của ta. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Cộng điểm, cộng điểm. Quá
tuyệt vời. Yeah. Hay lắm. Dạ. Rồi. Tuyệt vời quá. Bây giờ tới Arab. Không làm mất thời gian, tôi sẽ biểu diễn khả năng của tôi. Wow. Hay quá. Một phát ăn ngay. Ăn nước à? Hơi đau rồi. Một phát ăn ngay. Một cái đầu đập gãy cột, một cái đầu đập gãy dưa hấu. Thử thách cuối cùng đây. Bây giờ ai sẽ là người tiến hành thử thách trước? Ai sẽ đập bể trái dừa này? Riêng. Mời con. Dạ thưa đức vua, có thể cho con trầm trái dừa này được không? Được. Dạ. Ông bà ta thường có câu: alo alo, dừa khô lên giá. Ai có má đem đổi dừa khô. Nếu mà bây giờ con đập cái dừa khô này lên đầu là má con nhận con không ra luôn. Bây giờ mỗi con dừa lại cho sứ giả bên này. Tao biết ngay, cái bản mặt ngươi làm gì có đủ can đảm để làm mấy cái chuyện này. Tao sợ lắm, tao không ngu dại như vậy đâu. Hãy để mấy cái thằng liều mạng cho tao làm. Chàng à, xin phép vua cha cho con được vinh hạnh cầm trái dừa này đập thẳng vào đầu của anh ấy. Cha thích những cái sự mạnh mẽ như vậy. Cha đã chuẩn bị chưa? Chắc chắn lắm rồi. Wow, tao hồi hộp quá. Đập đi bà. Dạ. Hey. Dạ. Trời ơi. Trời ơi. Tại sao với cái đầu mềm như vậy mà đã phải đập bể trái dừa khô như vậy? Tại sao vậy? Bí quyết của ngươi là gì? Đó là nhờ nó bảo hiểm. Nada. Giúp ta có vợ. Ha ha ha. Hay lắm, quảng cáo vừa tôi rồi. Tôi rất là thích. Dạ. Rất là thích. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ là ông nên thử liền tại chỗ giùm tôi. Thử liền? Đúng vậy. Là sao? Người hầu đâu? Dạ. Có. Mà em. Gì vậy? Nhìn đi. Ủa dạ, là sao? Két la la, xin kính chào quý khách. Dạ đây là đồ nghề mà ông kêu con. Cầm nể dưới giùm. Dạ. À, ý ông anh muốn gì vậy? Lùi vô đi. Vâng lệnh nhé. Đẹp luôn á. Mướn két vàng khẻ đâu ra vậy? Trời ơi, tôi mà mướn cái gì cũng độc á. Tôi mua đồ cũng phải chất lượng. Dạ. Cho nên ông hãy dùng tất cả những cái nón bảo hiểm của ông. Ông thử liền cho tôi đi tại chỗ này. Cái gì? Thử liền hả? Ừ. Thử sao được? Sao không được? Không lẽ ông bán đồ giỡn cho tôi? Không có. Thật sự thì chất lượng nó cũng xem như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ là mình hãy đợi tới coi cái tiếp theo ông nha. À, còn cái tiếp theo à? Dạ. Vậy cho tôi coi đi, phải lạ lùng hơn nữa nghe. Đương nhiên nó phải lạ lùng hơn rồi. Tôi muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi. Ơi. Mà sao vẫn thấy khó ghê, không được an toàn. Yeah. Rồi có nón bảo hiểm tôi luôn tự tin luôn luôn và chính mình. Nón bảo hiểm xe đẹp xinh. Là mọi điều tôi muốn lúc tôi gọi là bản thân tôi có nón bảo hiểm. Nón bảo hiểm chất lượng cao đi. Vô mãi vô. Mua một cái đó đi. Anh nào mà vợ bỏ vợ chê đội vô một cái là bị đê đeo một nuôi. Anh nào mà bị lỡ bị cùi đội vô một cái là cùi hơn xưa luôn. Rồi mãi vô nó hiểm xịn luôn cô chú ơi. Mua giùm em đi cô chú ơi. Mua giùm em đi cô chú ơi. Ê sao lao quá mà dưới im lặng quá vậy hả? Mày gỡ cái bồng bông cho đầu mày xuống giùm tao đi. Sao vậy, nó mà hiểm chuyên nghiệp mà. Không phải người ta cho chương này bán bông á. Mày nghĩ sao bông tao mua cúng khai trương mày làm mày đổi đầu hoài á. Thấy cũng kỳ, tôi sợ tao không chối tao. Nói mày vô cho người ta biết mình bán nó bảo hiểm. Ừ sao nãy giờ rau quá mà không ai mua á mày. Từ từ nó mới có khách. Bây giờ sao đây? Mày chú ý tiếp đi, người ta mới mua người ta mua. Vậy hả? Anh mua tôi ra đi. Em ơi. Anh đi ra được nè, tôi nói anh đi ra đi. Em ơi. Em ơi bây giờ em phải đi chơi với anh, em hiểu không? Hôm qua mình còn đi chơi với nhau mà tự nhiên hôm nay bỏ anh vậy. Hôm qua cái hôm nay cái anh làm ơn đi. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Anh làm ơn đừng đi với tôi nữa được không? Bây giờ nếu em mà bỏ anh đập đầu anh liền. Anh vừa phải thôi nha. Suốt ngày tôi phải đập đầu là sao? Hả? Anh có biết lỗi nhà? Cũng còn phải. Anh có biết lỗi nhà? Anh làm ơn biết bao nhiêu đó là bảo hiểm chưa hả? Thì tại vì em giận anh hoài. Tôi đi đây. Em. Tôi đi đây. Trời ơi em ơi. Tại sao em bỏ anh?
Đáng thương quá, thấy thương quá. Xót xa quá. Anh ơi, anh đừng có đập nữa, anh ơi. Trời ơi, anh đập nát mấy cái nón bảo hiểm luôn ha anh. Trời ơi, có cái đầu anh rồi mình đồng giá sắt hay nghĩ sao mà anh đập nát bét cái nón bảo hiểm người ta rồi. Trời, cái gì nữa đâu. Anh thấy chưa, nón bảo hiểm giả không có chất lượng. Trời ơi. Bây giờ tôi lấy cái gì để tôi đập đầu đây? Anh ơi, anh đã đến đúng ổ rồi. Anh ơi, anh quay ra sau lưng đi. Anh sẽ đập thoải mái. Em bao chết luôn. Anh đập là anh chết liền. Nón này nón xin hả? Dạ đúng rồi em anh. Anh không muốn gặp với cô ta nữa đúng không? Đúng. Cô ta là người phản bội đúng không? Đúng vậy. Mời anh vô đây. Dạ đúng rồi. Quầy nón tử thần, quầy nón tử thần. Anh cứ chọn lựa một màu xanh xanh chấm thêm vàng vàng, một màu xanh cánh thêm vàng, một vàng, một nón bảo hiểm luôn anh ơi. Anh mua giùm em nha, anh thích nón nào? Màu trắng đi anh. Sao vậy, tại sao em? Cho nó tan thương anh nè. Anh ơi Quang, anh ơi, bây giờ em sẽ chứng minh cho thấy đây là những cái nón bảo hiểm rất chất lượng. Cái gì? Hay anh nói sao? Đây là nón xịn, đập hoài không bể đúng không? Đập hoài không bể. Tốt tới như vậy à? Rất là tốt anh ơi, bao nhiêu vụ đánh ghen rồi đập hoài nó không có bể cái nón bảo hiểm. Vậy hả? Dạ. Vậy thì hai người thử đi. Thử gì anh? Thử nón bảo hiểm, tôi muốn biết đây có phải là nón tốt hay không. Đội lên đầu liền là biết liền. Dạ đúng rồi. Đội lên đầu là biết liền. Không, hai anh thử. Hả? Hai anh thử cho tôi coi đi. Rồi ông anh gỡ cái nón kia là đội đặt anh kêu xuống đập chứ. Xuống bán nón kìa. Bơ thuốc. Dạ. Thử đi. Mày cái gì vậy mày? Hả? Mày khùng rác. Sao? Thử đập nó nát đầu tao sao? Tao biết là nát đầu mày nhưng mà bây giờ mình đập nát đầu mày mình bán được một cái nón, ok không? Trời ơi mày. Tao không tin luôn đó, mày gì mấy chục ngàn mà mày bán rẻ bạn sống của bạn mày vậy đó hả? Nói nghe nè, bây giờ mình bán khai trương đi, hiểu không? Mở hàng đi, chịu khó đi. Mày xuống đi. Bán nón mà không chịu ra ra này. Đây. Anh đưa cái búa tài cho em. Đây 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 đây, anh nặng lắm anh bỏ đi là nặng lắm. Bây giờ là em khoan một cái vô đầu nó anh dạ. Để đúng tạo rồi. Cảm giác cho anh nhanh dạ. Ai ai khoan trước khi đập cho tao cầu siêu tao được không? Nữa tao chết là không ai cầu siêu với tao. Bảy. Nói chuyện là sao chết được. Bảy. Hai nè. Ba. Anh quỳ xuống luôn. Anh quỳ xuống đi. Ủa dù gì anh? Bây giờ hai anh thử luôn. Ủa sao hai người em thử nó cũng được vậy? Cần gì anh thử cho mệt. Nhưng mà tôi muốn thử hai người luôn để tôi biết nó này có xịn hay không. Chà. Quỳ xuống. Tôi thử vô. Bán nó. Trời ơi em chịu khó nha. Đập thêm, đeo thêm cái để cho chắc. Một cái thôi. Có ai ra đường mà đeo hai cái nón bảo hiểm không? Có mấy khủng anh, dạ mấy khủng đội hả? Không ai khủng bán nón hết á. Lấy cái nón ra. Anh ơi anh cầm micro anh đập được không anh? Cái búa nặng quá anh. Vậy thì đâu có thử được. Đánh đập. Sao ơi, ông đập thiệt kìa. Bây giờ. Thôi. Anh ơi, em chưa rồi anh ơi. Anh ơi, tôi bước từ đây tôi không dám làm bậy nữa đâu anh ơi. Dạ. Gì? Đừng bán nón bảo hiểm giả. Vì tính mạng là tất cả. Sao vậy? Dạ tình cha. Tình cha đâu ra? Nó diễn tả cảm xúc của tôi đó. Ừ bởi vậy tôi nói hay quá mà đúng không? Ừ cha tôi không có đội nó bảo hiểm nên chết. Dạ đúng rồi. Trời ơi, xong cái quảng cáo này xong cái tôi thấy tuyệt vời quá, tôi nhớ về người cha tôi liền. Cảm ơn ba đứa. Cảm ơn ba đứa. Dạ, cảm ơn ba đứa. Bởi vậy nón bảo hiểm của em rất là vững chãi, rất là bền, xài cực kỳ tốt. Không những tôi bán được cho những người bình thường mà tôi còn bán được cho tiên nữa. Nhìn mặt có giống tình không? Không tin hả? Tính. Không tin đúng không? Ừ. Không tin vậy thì bây giờ tính. Coi tiếp nha. Hey. Thể dục buổi sáng nào? 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 thôi. Thiệt luôn đó, sáng nào cũng vậy thiệt á. Bà Dũng về dễ sợ luôn. Ba bà Dũng về đứng lộn sạp rồi má. Qua bên đây lộn sạp luôn hả? Ừ. Thấy bởi người ta nói không, người đẹp ta trồng toàn những cây dễ thương, nào là hoa, là rau, là lúa hả? Còn người ác trồng toàn những cây dễ sợ, cây xù xì, cây lại có gai. Tại sao con khóc? Sai rồi gái ơi, cái đó với Trần Giang xài đây là thiên đình là bằng nhau hết, bỏ câu đó nha. Xin lỗi, bụt bị bệnh nghề nghiệp.
Nhưng mà có chuyện gì xảy ra ở đây? Một cuộc ẩu đả vừa xảy ra ở đây là sao? Hiện trường vẫn còn tăng chứng vật chứng rõ ràng. Lý do là gì? Tại nhỏ đó Bột. Tự nhiên mới vô nói rồi là bà nó chửi có hoài từ sáng giờ á. Mà thôi đi Bột. Hai đứa cẩn thận. Ở trên thiên đình hai đứa vẫn chưa có hộ khẩu ở đây. Dạ. Đừng có đánh lộn đánh lọ rồi bị bắt. Hiểu chưa? Nhỏ kia, bây giờ ta với ngươi hãy thà trắng thà đen, nói ra một lời được không? Giờ muốn sao? Nè, ta muốn thách đấu với cô. Đừng. Bột ơi, hãy tránh ra đi. Đừng. Hai con đừng manh động, hãy bình tĩnh. Bột tránh ra đi. Đừng. Hôm nay con xử cái con bò này. Hả? Ta sẽ xử cái con bánh bèo vậy. Qua đây. Qua đây. Qua đây bò. Qua đây gái. Đừng mà. Qua đây. Qua đây. Đừng mà. Hey. Còn hãy bình tĩnh đi. Làm biệt cái gì vậy? Chiêu đầu tiên. Hey. Nói bù mẹ tôi. Hey. Yeah. Chiêu thứ 9. Mắng câu tre. Tất cả hãy dừng lại. Chuyện gì đã xảy ra vậy hả? Bụt ơi, tại sao người già mà người can đảm quá vậy? Giữa sự đấu tranh giữa hai tiên nữ, ngài không tránh ra đi. Nếu ngài ở đây sẽ bị lỗ đầu mẻ trắng thì sao? Mà tại sao ngài lại can đảm như vậy vậy? Ừ, làm cái cây chỗ vô như là dội rồi hết bao nhiêu hay quá vậy. Làm sao ta có thể nào mà lỗ đầu mẻ trắng được? Bởi vì ta đã có nón bảo hiểm Nada bảo vệ đầu ta. Hay lắm, hay lắm. Hồi nãy bao nhiêu quảng cáo có cái thật, có cái không thật à. Bây giờ ở tiệm của ông cái nào thật thì tôi mua, không thật thì tôi trả lại. Tôi phải thử. Ông nó nghe cái nào cũng thật hết trơn á. Khỏi nói nhiều, phải thử tôi bay đâu. Hả? Ủa làm gì vậy? Dạ. Bay đâu, vô đây. Ủa, cái bộ tâm sơn đi đâu vậy? Hả? Đúng rồi vậy? Ủa làm gì vậy? Rút Thử nón thử là sao? Trời ủa làm trời vui vậy hả? Sao vậy? Ủa, lấy đồ nghề ra. Đúng rồi. Ủa dám khỏe lên. Ê đi khoan, trời nóng giả mà đập bể đầu sao? Ta chỉ thử luôn thôi. Ôi trời, chơi gì chơi gài hàng vậy? Nếu mà không làm như vậy thì làm sao mà biết được ngươi bán nón giả? Ngươi có biết bán nón giả là tội ác không? Dạ biết. Ngươi có biết bán nón giả thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mọi người không? Dạ biết luôn. Vậy tại sao vẫn bán nón giả? Tại có tiền mới bán. Hay quá ha. Mày còn giải thích nữa hả? Dạ. Giải thích thì lên phường mà giải thích. Trời. Ê! Cái gì? Ông làm gì hết hồn à? Làm gì mà la lớn gì vậy? Mày im coi! Đi ăn trộm mà la cho lớn vô cho người ta biết cái gì? Tôi thấy ông la lớn hơn tôi á. Quên, xin lỗi. Bây giờ làm sao rồi? Tìm được cái gì chưa? Ừa! Tới nơi rồi đó, bây giờ mình ráng mình tìm kiếm xung quanh coi có cái gì không? Quế! Hi! Có rả! Có rồi! Trời! Nhìn nè! Nhiều tiền quá ông ơi! Ê! Khái niệm nhiều bà ngộ quá hả? Có 2.000 kêu nhiều. Ủa? Rồi bây giờ đừng có quan tâm tới nó nữa, có còn không? Ê! Cái số sơ ri tiền này nhìn quen quen nè. Ông tào lao à, mình mới vô trong đây mà ông nhìn tờ tiền ông nói thấy quen là sao? Quen, tại tôi cứ thấy có thói quen là sưu tập mấy cái tờ tiền mà sơ ri đẹp lắm. Đâu ra? Nè, cho bà coi nè. Ủa? Ê! Gì? Tiền tôi rớt bà nội, trả đi. Tiền ông hả? Tiền ai được? Trời ơi, ăn cắp giặc ha. Chào mừng quý khán giả đang xem chương trình Ai Cũng Bật Cười. Và sau đây là tiết mục Gương Cười. Và khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay đó chính là ca sĩ đẹp trai Hằng Thái Tú. Chào tất cả các bạn. Hằng Tú đã có mặt trong chương trình của Ai Cũng Bật Cười. Anh Tú sao anh căng quá vậy anh Tú? Căng thiệt chứ. Anh quá trang vậy là anh đóng vai giật vậy anh biết chưa?
Thì mới đầu thì anh nhìn anh cũng giống như ninja, nhưng mà nhìn kỹ thì giống như cái đồ che nắng của mấy người Việt Nam mà sợ nắng che lại. Dạ đúng rồi, cho em hỏi câu ngoài lề nha. Anh có bí quyết gì mà sao anh trẻ hoài vậy anh Tú? Chắc có lẽ là vui. Lúc nào cũng vui nên anh thi chương trình ai cũng bật cười đúng không? Yeah. Rồi để đến với trò chơi chính ngày hôm nay, anh sẽ trải qua cái trò chơi phụ. À, trò chơi phụ này rất là đơn giản thôi, để giành được chiếc thẻ quyền lực này. À, anh biết công dụng chiếc thẻ quyền lực này là như thế nào không? Anh có xem chương trình trước rồi thì nó cũng rất là quyền lực. Đúng rồi. Anh đang rất là muốn có cái được quyền lực này. Đúng rồi, chiếc thẻ quyền lực này nó sẽ làm anh quán đổi vị trí của mình trong gương. Lúc đó anh tha hồ tung tăng, hô mưa gọi gió, anh muốn làm gì làm để hại chủ nhà. Anh đã sẵn sàng đến với trò chơi phụ ngày hôm nay chưa? Sẵn sàng. Anh thấy em đeo gì không? Cộng dây. Đố anh với cộng dây này thử thách dành cho anh sẽ là gì? Làm xong mới biết chứ. Dạ, hồi nhỏ anh có chơi trò chơi gì không? Hồi nhỏ mà thiếu nhi á, anh hay chơi trò gì? Bắn bi, thả diều. Anh chưa có. Hồi nhỏ có, lúc còn nhỏ. Còn anh chưa có luôn. Em không tin luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ. Và thử thách của anh là cò 10 cái trong cái vòng tròn này. Đó, em sẽ để xuống đất đây. Trong vòng 30 giây, anh sẽ nhảy một chân. Đó. 10 cái. Nhưng mà chân của anh không được đạp lên đây. Không được nhảy ra đây. Phải lọt ở trong. Đúng rồi, phải lọt ở trong. Nó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anh hiểu chưa? Cái vòng nó nhỏ quá ha. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, bây giờ thời gian của anh chỉ có 30 giây thôi. Trò chơi bắt đầu. 30 giây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chúc mừng anh Tú. Thì bây giờ chiếc thẻ quyền lực xin dành cho anh. Em nôn nóng, em rạo rực quá. Bây giờ không làm mất thời gian của anh nữa, chúng ta cùng đến với trò chơi chính ngày hôm nay. Xin mời. Lên đường. Ta tới rồi. Tại sao bây giờ mày mới tới? Đi trễ. Tại sao lại đi trễ? Không tới sớm. Tới đi. Có sao nữa. Đúng vậy. Bây giờ chúng ta đã đến hầm mộ chứa đựng kho báu. Đi về thôi. Đi. Công sức bao nhiêu năm làm sao mà đi về như vậy được? Sợ ma. Thôi đi, ở đây chứa rất là nhiều kho báu, nhưng mà ở đây cũng rất là nguy hiểm. Chỉ cần một sơ suất của chúng ta thôi, chúng ta có thể mất mạng như chơi. Các ngươi hiểu không? Không hiểu gì đâu. Như vậy, Rồi lấy hàng đi. Đây là bản đồ chỉ kho báu. Ông nội ta viết rất là kỹ. Ông nội ta dặn rằng khi mà đến hầm mộ, đứng giữa hầm mộ, dậm chân xuống đất một cái quạt và đọc thần chú bóng bóng bang bang. Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người. Lập tức cánh cửa kim cương sẽ mở ra, chúng ta sẽ giàu có. Các ngươi đã nghe rõ chưa? Rõ. Rồi bây giờ làm đi. Trời, ở bên kia bầu trời. Hey. Lấy thiên đi. Cẩn thận. Lấy thiên đi. Coi chừng trúng tên. Cẩn thận. Hay quá. Trời ơi. Anh ơi, có sao không? Không sao. Trời ơi, bây giờ không khí ở đây lạnh quá. Đại tử ơi, ta đã chuẩn bị chiếc khăn cho con rồi nè, con có thích không? Thích lắm. Đây, thích lắm. Khăn của con đây, con hãy cầm lấy. Con hãy quấn khăn vô đi, kẻo bị bệnh bây giờ.
Nếu mà bệnh chúng ta sẽ không kiếm được kho báu đâu. Chúng ta muốn ấm lên, chúng ta muốn ấm lên thì chúng ta phải tập thể dục. Nè, tại sao người soi gương ta làm mạnh như vậy mà gương lại làm nhẹ như vậy chứ? Làm lại. Mạnh lên cái gương ơi. Lẹ đi. Ê, uống này uống vô. Đỡ lạnh chưa? Đỡ lạnh rồi. Rồi, rồi. Xuống đây coi ông nội ta kêu cái gì tiếp. Nếu thấy ấm rồi, hãy nhìn bên hông bức vách sẽ có một tấm hình vẽ và bắt chước làm những động tác trong hình vẽ sẽ tìm thấy kho báu. Hay quá. Vậy bây giờ ngươi hãy dở lên và làm theo những động tác trong hình. Đúng rồi. Tiếp theo đi nào. Sắp được kho báu rồi. Hay quá. Đi gương ơi. Ê! Nào nào, không còn thời gian đâu. Tiếp theo đi. Ồ, đúng rồi. 10 phút sau, tiếp tục. Kho báu hãy ráng đi. Hay quá. Đúng rồi. Bắt chước đi gương. Lẹ lên. Bắt chước đi gương ơi. Rồi. 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 Còn nữa không? Không bấy mình về khỏi ăn trộm được không? Không bấy mình về khỏi ăn trộm được không? Ông bà hẹn. Sắp tham rồi. Đại tử ơi, trốn đi. Trốn đi nào. Trốn đi đâu? Trốn vô quan tài. Trốn đi để chết bây giờ. Trời ơi. Trời ơi. Rồi trốn đi. Chui vô đi. Trốn đi. Ôi, người soi gương đã trốn được rồi nè. Chủ nhà thì tốt hơn có một cái ngăn tủ, nhưng ngăn tủ này đặc biệt là có thể cười nới nó ra được đó, có thể làm nó rộng ra được. Đấy, dễ dàng như thế này. Trốn đi. Ôi, người soi gương đã trốn được rồi nè. Cố lên. Cố lên. Cố lên Gương ơi. Cố lên Gương ơi. Nè đi. Tập hầm tới nơi rồi.
lẹ đi, trời ơi nó chưa khích cái khăn mộ lại nè. Cố lên Hương ơi. Trời ơi còn kẹt cái chân nè ông ơi. Bỏ vô để thủ cho. Vừa rồi, an toàn rồi. Xuất hiện đi đại tử ơi. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Mệt không? Mệt quá. Mệt quá. Để coi ông nội ta nói gì tiếp theo. Sau khi sóng yên gió lặng, hãy nhìn xuống bàn sẽ thấy một cái núi đôi. Một... Wow! Chắc chắn trong chiếc núi đôi này sẽ có báu vật tiềm ẩn bên trong. Đừng gạt bằng tay. Hãy dùng cây chổi thần kỳ ta đã giấu dưới gầm bàn. Trời ơi! Đâu? Ôi đây! Con hãy kêu những lớp cát ra. Chắc chắn ở dưới lớp cát sẽ có cổ vật bằng đồng. Trời đất ơi, môi đi, môi đi. Thấy rồi. Hay quá. Nếu đã tìm được chiếc ly bằng đồng, hãy chế nước vào uống. Lúc đó vàng bạc châu báu sẽ tự dưng trên trời ập xuống. Wow, hay quá. Người soi gương đã tìm thấy cái ly rồi. Gương, ngươi hãy tìm ly đi. Nếu không có ly, hãy chế cái ly mà chế nước. Hãy chế tạo đi. Ồ, oh. Oh, cái ly. Đâu, chúng ta có thể chế nước vào không? Ồ, oh, chi tiết quá. Ông nội ta viết chúc mừng con, ta đùa đấy. Kìa, các ngươi thấy gì không? Viên kim cương. Ồ, để ta đọc bản chỉ dẫn của ông nội ta cái đã. Đó chính là hai thanh sắt. Các con phải đi thăng bằng trên hai thanh sắt đó để lấy viên kim cương. Nên nhớ chân không được chạm đất. Nếu chạm đất, hầm mộ sẽ sập xuống. Lưu ý, cầu dừa trơn trượt lắm con ơi, đi mà không khéo té như trên. Giết mà. Rồi, đi lấy viên kim cương đi. Cố lên. Cố lên, cứ giật mặt ngắm. Cố lên, đại tử ơi, ta tin ngươi làm được. Cố lên. Ô. Kìa kìa, người soi gương đã làm được rồi. Gương, hãy bắt chước làm theo đi. Cố lên. Đúng rồi, nhớ là đừng để chạm đất. Nếu chạm đất, hầm sẽ sập xuống. Hay quá, thông minh quá. Ôi, chẹt qua chẹt lại. Ta đã có viên kim cương rồi. Nào, chúng ta hãy thoát khỏi hầm mộ nào. Đi. Không được đi. Không được đi. Trời ơi. Các người là ai? Chúng ta là xác ướp. Chúng ta là xác ướp. Các người muốn gì? Các người không được đi ra ngoài. Bây giờ chúng tôi muốn đi. Đi ra ngoài. Bây giờ chúng tôi muốn đi thì chúng tôi phải làm sao đây? Các người phải mua. Các người phải mua. Mua điều gì? Mua sạp. Mua sạp. Tức là ra chợ ngồi cái sạp múa hả? Không. Không. Là dùng mấy cái cây múa múa ta gọi là mua sạp. Dùng cái cây múa múa thì gọi là mua sạp. Còn cái người vừa nói gọi là mua chợ. Người đó là gọi là mua chợ. Đệ tử, thấy nào? Trỗi khúc nhạc lên, múa sạp nha. Thì giờ người đổi với gương, gương đổi với người. Được, hoán đổi. Thẻ đâu? Thẻ đâu? Hoán đổi.
gì nữa, xác ướp trời nhé. Không vô một miếng nhịp nào. Vậy bây giờ sao không vô miếng nhịp nào? Bây giờ các người phải ở lại đây để thay thế cho bọn ta. Đi vô đó. Cái khăn lau mặt mà lau bằng dây xích á, rồi khởi động với đấu ác gì đâu, hiền dễ sợ. Tại sao cuối cùng em lại hoán đổi vậy? Bởi vì em nghĩ cái cuối cùng á là nhảy bên đây nhảy có một cái à, bên kia nhảy tới ba cái xào là nó sẽ khó hơn. Nhưng mà em còn hiền quá, đúng ra cái chỗ nhảy là em phải để cho nhạc đánh nhanh nữa, tưng nữa để cho coi như là như vậy mình có thể làm lại không? Có thể làm lại, bỏ đi. Thôi đợi game sao nha. Rồi cảm ơn em. Trong cái chương trình này tôi rất là thích, bởi vì nó vui, nó hoạt động, nó rất là thể thao, rất là action, và nó đòi hỏi mình phải suy nghĩ, phải làm. Trong cái chương trình này nó có những cái điều nó bất ngờ, nhưng mà có lẽ là hôm nay cũng hơn hay sao. Trong cái chương trình ngày hôm nay Tú tham gia thì nó không có khó như Tú nghĩ. Cứu bà lão 1, cứu ông lão 2, nhưng không đủ chỉ tiêu, thiếu người. Ê quỷ, nghe nè. Gì? Rảnh không? Rảnh. Ừ, giúp tôi nha. Chuyện gì vậy? Giúp tôi đi, tại sáng giờ cứu được có 4 người à, mà danh số chỉ tiêu tôi là 5 người lận. Hay là bà làm nạn nhân cho tôi cứu đi. Trời, được, dễ ẹc à, sẵn sàng luôn, đang rảnh mà. Ừ, vậy à, nhẹ lắm, giúp tôi nhẹ lắm. Bây giờ bà bằng cách nào? Ừ, nhẹ nè, mà nhìn thấy dưới không? Thấy. Bây giờ gì của bà là đứng trên đây nè, tầng này là như tầng 80 đó, rồi bà lao người xuống dưới, tôi nhảy xuống cứu bà. Trời, không được đâu, tôi sợ độ cao lắm. Khó vậy, người dơ sợ độ cao. Ừ. Thôi, cách này nó khoa học hơn nè. Bà tự nhốt bà trong căn phòng, khóa hết cửa lại cho nó kịch tính, rồi châm xăng, tự đốt, tôi nhảy vô phá cửa cứu bà. Trời, rồi lỡ cứu không kịp cái tôi thành dơ nướng sao? Ờ, dạo này kẹt xe cũng nhiều. Thôi, cách này bảo đảm bà làm được, nhẹ nhàng, tình cảm. Cách gì? Nè, uống thuốc độc. Cách này được nè, nhẹ nhàng, dễ thương, dễ uống. Lời mới á. Nhớ cứu tôi nghe. Nhớ, tôi có nước giải mà. Rồi. Sao? Thấy sao? Cảm giác như sao? Trong gan ruột có bị đốt cháy không? Có sắp chết chưa? Ngọt. Kỳ vậy? Ngọt cay hay uống thử đi. Uống tôi mới mua đây mà, mới đặt hàng qua đó, loại này là đặc biệt đó. Không mùi, không vị mà. Làm sao mà dụ được tôi uống thuốc độc?
Tin người quá trời quá đất. Nghĩ sao vậy? Tôi đâu có ngu, làm sao dù tôi uống được. Ủa, sao không uống hả? Đúng là cái loại dơi mà, thấy không? Bận đồ đen, đồ dê ác. Đừng có nói vậy là sỉ nhục nhau nha. Nè, bây giờ tôi phải, ta phải tiêu diệt người trước. Chưa quả trong dân cái đã. Cứu tôi với, cứu tôi với. Có người cần kêu cứu kìa. Vậy đó, muốn vào trước đã. Ây da. Trời ơi, siêu anh hùng mà không lo cứu người đó. Cãi lộn hoài với mấy ba mấy má. Thôi gì nó không chết rồi, muốn chết đi. Chị ơi, chị thấy bộ đồ em đẹp không? Em mướn 300 ngàn đó chị, em quá trang xuất sắc không? Chị khen em tiếng đi chị. Bộ đồ cái gì mướn ở đâu ra mà vũ đứng vũ đồ giá hôi quá vậy mày? Trời ơi. Ơ mày quá trang gì mà thấy gớm, cái cọng gì mà nó cong cong ở đây vậy? Tóc, tóc Thiều Nhờ làm cho nó giống. Còn chị này thì phát đà quá nha chị. Tới rồi mấy cưng ơi. Dạ. Chúng ta. Trời ơi là trời, cái gì vậy bạn ơi? Tôi dặn bà rồi, mình là diễn viên hạng A rồi. Ăn ăn phải ăn ít thôi, còn giữ cái eo, giữ cái dáng của mình nữa để mình còn đóng phim tiếp nữa. Ăn gì mà ăn không chừa ai ăn hết trơn rồi, ăn gì mà ăn ngập mặt vậy trời. Anh ơi, cái mặt anh bự hơn cái bánh rồi đó nha. Anh ăn hồi là nó y chang. Dạ, bớt ăn giùm em. Anh từ nào làm anh. Nóng quá. Tối, nhắc anh nhớ. Tối rồi. Tối rồi anh. Tối rồi, biết tôi phải chuẩn bị tư thế thẳng thẳng lên nghe chưa. Dạ. Ừ. Trời ơi, dạ. Xin mời nhà tài trợ. Ở đâu đây? Dạ, em chào anh. Hôm nay là phải là Halloween đâu. Dạ, em xin tự giới thiệu. Em là nhà sản xuất phim tài ba. À, công ty của em là chuyên cho ra mắt những bộ phim bom tấn. Dạ. Và đây là dàn diễn viên. Anh ơi, đẹp. Anh này là nhà tài trợ hả? Anh tránh qua bên em nói chuyện á. Anh ơi, trời ơi, công nhận đẹp trai quá. Trời ơi, vậy là cái gì vậy? Cái sàn nó trơn quá, em cứ tới. Cái gì vậy? Bây giờ làm liền cho tôi coi đi. Dạ. Rồi, bây giờ mới làm liền đây. Yeah. Thủy thủ mặt trăng biến hình. Tại sao người tán ta? Ngươi biết ta là ai không? Nhà ngươi là ai? À, ta đang nghe xưng danh nhà ngươi là thủy thủ mặt trăng. Thủy thủ mặt trăng nào mà mặc bộ đồ sai quá sai vậy mà nói? Ta không phải là thủy thủ mặt trăng. Chứ nhà ngươi là ai? Ta chính là ăn cướp. Bây giờ khôn hồn có vòng vàng cá ximen thuộc sòn gì đưa ra cho ta. Nếu không ta sẽ giết ngươi. Ăn cướp à? Đúng. Chị chắc là nhà ngươi không biết ta. Ta chính là ai? Chủ nợ ở đây. Bất kỳ người nào ở đây cũng thiếu nợ của ta. À, thì ra bà là chị mẹ ở đây. Ba là mẹ thiên hạ, ba là mẹ thiên nhiên và giang hồ đồn ở đây đúng không? Được. Ngày hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, tiêu diệt cái phường ác ôn như bà. Làm được không em ơi? Em còn non và xanh lắm. Được rồi, ba đừng có khinh địch. Trời ơi, tưởng là sợ người hả? Trời ơi, có ai không? Cứu tôi với, có ai không? Ai vừa kêu cô? Ai vậy? Để ta hỗ trợ. Anh hùng quá. Bây giờ dở lên một cái. Trời ơi, nó chết luôn rồi sao? Em ơi, coi thử. Nó có lạc cái chỗ nào không? Trời ơi, nó có lạc cái chỗ nào không? Đồ tôi. Sao là đồ tôi? Mày coi ta là cây lau nhà. Ta chỉ muốn hỗ trợ mày thôi mà. Mày không cần biết mày là ai. Ơ kìa tráng sĩ. Tráng sĩ ơi, tôi là người kêu cứu đây. Cái quân ngũ ác độc này nè định hài hiếp một cô gái dễ thương xinh đẹp, dịu hiền, nít na thùy mị như tôi. Bà nghĩ sao vậy? Bà nghĩ sao mà xinh đẹp dịu dàng? Bà là cái loài cầm thú ác hơn rắn độc. Bà cho dai cắt cổ. Bà giết người không gớm tay. Tráng sĩ ơi, đừng nghe những lời của hắn ta. Hắn ta là cái bịa đặt. Đúng vậy. Nàng đẹp tao tin nàng. Mày xấu tao không tin mày. Tên cướp kia, cái gì? Hồn, bỏ chạy đi. Hiểu không? Ta sẽ tiêu diệt ngươi.
Hả? Ta thật không ngờ. Ê cha, ngày hôm nay hai chị em ta lại trương tàn bà và bà diệt lẫn nhau. Ai là chị em với mày? Ta không biết. À, mày ngon lắm. Chàng ơi, ai đột hả? Qua đây em. Em tránh ra một bên đi. Ok. Nhìn em anh chịu không nổi. Nào. Yeah. Mời. Hey, thủy thủ mặt trăng biến hình. Hey. Ê cha, mày ghê vậy mày? Ghê chưa? Ta. Lũ thần. Cha. Anh nè, ở đây làm không? Nè, coi tao sợ mày, coi gì mày? Nghĩ đi mệt quá. Ủa, khoan, mình đánh nhau chưa? Đánh rồi đó. Rồi đó. Mình đánh khúc nào? Khúc nhảy qua nhảy lại, nhảy lại đó. Cái đó dân gian gọi là nhảy gì? Mình đánh nhau chưa? Đánh rồi. Đánh nãy giờ đó. Ai thắng? Ai thắng? Quyền. Hai chị em ngang tài ngang sức. Hai chị mày nói hoài hả? Tao gì em với mày nói hoài hả mày? Lỗi mày. Trang sĩ. Tao không có chị em với mày. Tao là đàn ông nha mày. Tao thấy hai cái thằng này tào lao quá. Hai đứa bay đứa nào cũng tào lao hết. Xả nẹp đi. Giờ sao? Giờ sao? Nè, ngươi muốn cái gì? Nói đi. Bỏ ăn lời cắt cổ cho dai nặng lãi. Ngày hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, tiêu diệt bà. Bây giờ bà có chấp nhận ký vô sổ nợ không? Xóa nợ cho những con nợ kia. Mày im đi. Cái thằng mũi bự. Nãy giờ tao ghét mày lâu lắm rồi. Mày nói tao cái gì cũng được, nhưng không đụng chạm đến nhan sắc của tao. Mày có biết không, trên mặt của mày cái gì nó cũng bự. Mặt mày đen thui như cái lọ nghẹ. Mày im đi. Mày để tao giải xếp chuyện người ta. Mày giải xếp đi. Em à. Dạ chắc sĩ. Tình hình là đánh không lại nữa. Hả? Không phải xóa nợ đi em. Kỳ giấy nợ xóa cho nó. Không, không có xóa nợ được. Đó là mồ hôi công sức của cuộc đời em. Anh em nghe nè. Sao? Em ăn đủ tiền rồi em hiểu không? Từ đó tới giờ em ăn tiền lời đủ tiền gốc rồi. Không phải xóa nợ gì để nó quýnh chết. Thôi anh nói đủ là anh nói bậy. Anh nói đủ là anh nói bậy đâu có. Em ăn là em ăn lời gấp đôi rồi chứ đủ nào. Đó là em lời nhiều em hiểu không? Bây giờ anh đánh không có lại nó. Em chịu khó ký giấy nợ xóa nợ cho anh ta đi. Ký luôn hả? Tôi quýnh chết á. Rồi để em nói chuyện. Ê, Thủy Thu Mặt Trăng đó nghe. Dạ. Sau một hồi tao họp với lại tráng sĩ của tôi đó. Thì tôi quyết định là ok, tôi sẽ ký giấy xóa nợ. À, Thủy Thu Mặt Trăng xin đa tạ tráng sĩ. Ok. Để mình sẽ quyết định là mình ký giấy xóa nợ ha. Rồi mình là xóa nợ chết cho bà con của bác. Bởi vì nó nói chứ ăn lời cũng 2 năm rồi, lời quá trời lời rồi. Ký đi chị. Ký. Xé luôn đi chị. Bây giờ mình ký thì mình xé. Dạ mình xé. Xé đi chị. Trời ơi. Ký thì mình xé chơi lớn à. Xé nè. Xé đi chị. Rồi. Hả? Rồi. Rồi lên. Ôi. Hay mày. Yeah. Hay. Mày hay. Trời ơi, không rồi. Hai đứa thân nhau quá, hai đứa thân nhau quá. Dạ. Thôi dạ xong chuyện rồi đi. An Khoan ơi, hai đứa. Dạ. Hai đứa đứng lại. Thủy Thu Mặt Trăng nhà siêu nhân đứng lại. Chị bây giờ chị nhớ rồi, hai đứa rất quen đối với chị trong ký ức của chị. Em tên gì? Nguyễn Thị Thu Dơi. Nguyễn Thị Thu Dơi. Nguyễn Thị Thu Dơi. Em tên gì? Em hả? Ừ. Em là La Văn Siêu. La Văn Siêu. Đây tên em nè. À Siêu Dơi. Dạ. La Văn Diêu. Diêu Thủ Dơi nè. Dạ tên em nè. La Văn Siêu nè. Nè cái ơi nè. Nè đứa nợ nè, đứa nợ 4 triệu rưỡi, đứa nợ 3 triệu 9 nè. Dạ. Ờ. Ta xé rồi. Xé rồi nè. Ờ. Dạ anh thấy sao anh? Anh thấy diễn viên em diễn sao? Xuất sắc đúng không? Dạ quán quân game show không đó anh. Ý anh sao? Sao vậy? Sao anh thở dài quá vậy? Diễn viên đâu rồi? Diễn viên tụi em ra. Diễn viên đâu rồi? Ra đây. Dạ sao anh? Dạ. Em đâu? Dạ em hỗ trợ. Coi, có lát cái chỗ nào nữa không? Có mất cái chỗ nào không? Ôi. Anh ơi, anh coi bá đi em diễn rồi là anh thấy tụi em rất là sáng tạo đúng không? Dạ. Anh ơi. Thôi em đi. Diễn cái gì vậy hả? Hả? Phá nát cái ước mơ tuổi thơ của tôi. Ủa? Thần tượng của tôi là Batman, là siêu nhân đó. À. Con gì đây? Thủy Thu Mặt Trăng. Biến hình. Như con hải cẩu vậy đó. Hay anh thấy nó hay mà. Đây, siêu nhân đó hả? Siêu nhân anh, em bay, anh thấy mỗi lần bay. Tôi thấy ông lết không à. Dạ không anh, vậy nó mới thần thoại. Dạ,
khỏi dẹp đi. Siêu nhân người ta là bay trên trời, giúp ích cho đời, men. Còn cái này mé, hơi mé mé đâu. Thôi bỏ, tôi không có chấp nhận làm gì chỉ là như vậy. Anh. Nãy giờ là tụi nó mới diễn nhát cho anh coi thôi. Dạ. Nhát đúng không? Nè, sẽ nhát không? Sẽ nhát đó, sẽ nhát. Cái đó bạn nhát anh, bạn chính còn dở hơn nữa, anh cứ yên tâm. Cái gì? Không, tụi anh đừng nghe tụi nó nói. Bây giờ anh ơi, anh nghe tôi nè. Bây giờ tụi tôi sẽ diễn lại trên một cái phiên bản khác, một phiên bản hoàn toàn xuất sắc hơn. Diễn cho tôi lại một lần nữa. Một siêu nhân khác. Ra siêu nhân nha. Không có đòi nợ, không có đánh nhau, là phải siêu nhân phải hợp với nhau trừ cái ẻ chứ. Dạ. Là sao vậy? Anh yên tâm, bây giờ anh muốn cái siêu nhân phiên bản yêu thương đúng không? Đúng, đúng rồi, yêu thương có yêu thương. Yeah. Vô. Chiều chủ nhật mưa bay, sao bóng anh chẳng thấy. Anh ơi đi ra đi, đừng núp trong đó nữa, em thấy giờ chung chân ai. Ơi anh tới đây. Ông ơi, trời xanh xanh, cây cỏ màu xanh. Em mặc áo xanh. Sao mà em tanh quá vậy em? Em à, xin lỗi anh hơi vô duyên. Em ơi, đây là bó hồng xinh xắn anh tặng em nha ngày chủ nhật. Anh ơi, đây là một bông màu xanh, nói tới một bó gì anh vậy? Anh nói cho nó vĩ đại gì đó em. Em ơi, để anh cài lấy mái tóc thề của em nha. Hỡi người yêu em ơi. Em tức quá à. Em ơi, dạ. Bây giờ chúng ta có thể vô cái lùm này để mà cắt cùm cùm được không em? Bây giờ anh muốn cắt cùm cùm nha. Được. Cái gì vậy? Thôi anh ơi, mẹ em có dặn á, mình đi ra đường á mà mình có gặp mà người ta mà ai mà rủ mình vô lùm á là thôi. Em ngại lắm, em không đi đâu. Ủa, mặt ngại hay mặt sướng vậy em? Em không sợ, em sợ má em la. Không có, là má không la, má không biết đâu, đi vô cắt cùm cùm. Hả, gì vậy? Má em gọi. Vậy hả? Anh đợi em xíu nghe điện thoại má em nha. Alo, gì má? Sao má? Heo heo hoài thì bây giờ má cho nó ăn đi, sao con biết được vậy nha má? À, em ok dạ bà, bài của má. Ồ bà bật má. Em nói cái gì vậy? Anh ơi, anh xin lỗi á. Má em cứ gọi hoài, suốt ngày cứ heo hoài. Không biết cái gì mà cứ heo. Ai? Ai vừa kêu heo? Đã có ta đây. Mày khỏi kéo thì mày khỏi kéo tao nữa. Ai đây? Chuyện gì? Anh là ai? Với bộ trang phục này, chẳng hay tráng sĩ là ai? Ta là siêu nhân. Chẳng hay siêu nhân xuất hiện ngay cái đoạn cao trào này để làm gì? Bởi vì ta vừa nghe tiếng kêu của ai kêu heo heo xuất hiện ở đây. Em đây. Em kêu à? Dạ. Vì hiện có anh ở đây, em đừng lo lắng gì cả. Ủa, heo liên quan gì đến anh? Heo là giúp đỡ á. Heo mi. Ba heo. Heo là con heo mẹ mua cho con heo đất. À dạ. Không phải là heo mi. Heo dạ. Đó là heo đất, heo đó là ép chứ heo giúp đỡ anh ơi. Em à. Dạ. Vậy mới mốt làm ơn, đừng có cho anh hiểu lầm. Em kêu là Bích đi, đừng kêu heo nữa nghe không? Anh ơi, Bích tên mẹ em. Bích ủi thì hả? Bích ở đâu vậy anh? Cái Bích gì? Bích đang bắn tranh biến. Hiểu lầm. Tất cả hiểu lầm. Dạ. Rồi em bấm nút nha anh. 2, 3 bấm. Ây da, dạ rồi. Tôi về nha. Tạm biệt siêu nhân, cảm ơn chàng. Người ơi, nếu như không có tí xét ái tình vừa rồi, ta không biết ta đã yêu người từ lâu. Trời ơi. Đi ra bánh bèo. Đi ra bánh bèo. Dơi huynh, siêu nhân mùi. Em kinh tảm với anh từ lâu, em yêu anh nhiều lắm. Anh cũng vậy. Hãy đến với em. Vậy bây giờ chúng ta hãy đến nơi chân trời hạnh phúc em nhé. Anh ơi, rồi chúng ta sẽ có những đứa con. Đúng rồi. Kêu anh bằng ba, kêu em bằng mẹ. Cầm bông vô cho nó lãng mạn. Cảm ơn chị. Nào, thôi, chúng ta hãy đi nào. Đây. Một vòng trai đến, em về đây. Má! Ủa, cuối cùng là sao? Trời ơi, heo mi! Sao không anh? Sao? Được không anh? Được không? Hay quá phải không anh? Cảm động lắm luôn anh. Em nói với anh á, cái phim này là cảm động lắm luôn á. Dạ. Coi như là khán giả khóc như mưa. Anh ơi,
em diễn tuyệt vời đó. Cái nét mặt hay không anh? Thôi cậu anh im đi. Sao vậy? Cậu im đi. Cậu nữa hả? Cái bài hát người ta nghe hay như vậy đó, ca sĩ đẹp trai như vậy đó hả, mày đi hát phá nát bài hát người ta. Còn nữa, siêu nhân mà xét đánh một cái là yêu nhau là sao hả? Cái đó là tiến sĩ ái tình đó anh. Dạ đúng rồi anh. Trời ơi, tiến sĩ ái tình sao không yêu bà này? Tôi nói là siêu nhân là phải men. Không anh, phải men. Không, thời này mà yêu bánh bèo là xưa lắm rồi. Thời này lại đàn ông đến với nhau. Dạ. Trời ơi, dẹp đi, đừng làm mất thời gian của tôi nữa, đi về. Anh năn nỉ đi, anh năn nỉ đi. Tại hứa với anh là cái lần cuối cùng nè. Lần cuối cùng thì em sẽ diễn một cái tuyệt phẩm xuất sắc cho anh coi luôn. Dạ, anh nán lại chút xíu thôi, lần cuối cùng. Đừng có nói là tôi không cho cơ hội của mấy người nha. Dạ. Nhất quá tam nha. Dạ. Lần này tôi muốn siêu nhân là phải có sức mạnh. Dạ. Phải có một cái kết gì đó ý nghĩa. Rồi. Nhân văn. Hiểu chữ nhân văn không? Dạ hiểu. Chứ không có tào lao như vậy. Dạ dạ dạ. Không có yêu nhau nữa, không có tiếng sắc gì, xét gì nữa. Dạ dạ. Dạ rồi, sắp hết giờ rồi, bên hết lẹ lẹ đi vô. Rồi rồi rồi. Dạ yeah, vô rồi chơi. Dạ dạ, anh mời xuống ngồi cho em làm lần liền. Em ơi. Em ơi, nắm tay anh thần trần, giữ tay anh thần lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi tròn đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì đôi ta mãi có nhau trong đời. Đúng rồi chàng ơi, đôi ta phải mãi mãi có nhau trong đời. Đúng rồi. Em xin lấy ánh trăng kia ra mà thề thốt hay rằng quá. Cuộc đời em chỉ có một mình anh. Anh là dung trọn trái tim em. Anh là mãi mãi trong trái tim em. Anh ơi em yêu anh. Em ơi anh cũng yêu em. Em có thể cho anh hôn em không? Anh sẽ trao em nụ hôn đầu đời của anh. Em hãy chìa mỏ em ra nào. Quên. Dừng lại. Ai vậy? Ai phá đám vậy? Ngươi là ai? Ta là siêu nhân. Siêu nhân sao khắc chữ cờ lên trán? Mày có đuôi không mày? Chữ S đàng hoàng. À vậy hả? Ngươi đến đây làm gì? Siêu nhân. Chàng là siêu nhân. Đúng. Siêu nhân là người có sức mạnh phi thường. Chàng. Siêu nhân là người cứu nhân độ thế. Đúng. Siêu nhân là một anh hùng. Trời ơi đúng rồi. Đúng rồi, đây là mẫu đàn ông mà em hằng mơ ước. Mẫu người đàn ông lý tưởng của em. Chàng ơi, em yêu chàng. Dạ? Em đang là người yêu của anh. Tại sao em lỡ mà trở mặt như vậy chứ? Dạ anh ơi, em phải trở mặt chứ. Bởi vì em nghề của em là bán bánh tráng nướng mà, em phải lật lật chứ. Không, em tìm được người đàn ông lý tưởng cuộc đời em rồi. Em bảo đừng mà em. Chàng ơi, ta yêu chàng. Chàng ơi, em yêu ta thật không? Em yêu chàng thật, chàng có thể đưa em đi đến cùng trời cuối đất được không? Ồ, em thề giống nhau quá. Anh yêu em nhiều lắm. Thiệt không? Em đi qua đây. Dạ. Anh muốn gì? Bây giờ mày đã hiểu chưa? Hả? Cái thằng da đen kia. Hả? Mày đã sáng mắt ra chưa? Sáng mắt ra rồi. Hả? Cô ả tiện tì này, người có mới nới cũ, có tranh bên đèn, nặng tranh bỏ vỏ. Ta sẽ không quên, thu này ta sẽ trả. Không cần trả. Ta nói cho người nghe nè, chúng ta là những siêu anh hùng. Đúng. Người ở đây trai gái là sao? Ừ. Vậy có xứng đáng là một siêu anh hùng không? Không. Nếu như không có ta ở đây thì ngươi có nhìn rõ bản chất của người phụ nữ này hay không? Không. Rồi bây giờ hiểu mọi chuyện rồi chứ gì? Hiểu rồi. Làm gì làm đi. Ta đi đi. Ủa anh ơi, anh nói vậy là sao? Bây giờ em quyết định làm yêu anh rồi. Yêu thôi, lắm. Thôi. Thôi. Thôi hãy im đi con tiện tì khốn nạn. Lộn tôi. Lộn tôi rồi, lộn tôi rồi, lộn tôi rồi. Hãy im đi. Em yêu anh mà. Tôi nói gì cũng biết. Tôi và người dơ là bạn thân của nhau. Đúng. Hôm nay tôi chỉ đóng một màn kịch để giành cái bản mặt cô thôi. Cô là người có mối nó cũ, có trắng quá đẹp. Ồ, nói vậy anh không hề yêu em. Anh không. Chỉ lừa gạt em. Tôi không hề yêu cô. Dạ lừa gạt em, tránh qua bên. Anh ơi em hết yêu ảnh rồi. Bây giờ quá muộn màng rồi, hỡi người con gái đê tiện kia. Bây giờ cô hãy núp vô cái đào. Không ai còn chơi được cô với cô nữa đâu. Biến đi. Không, không. Người chơi, siêu nhân. Đi. Đi. Anh ơi, à, thôi cũng coi như tụi em diễn nháp thôi anh. Khi mà ra hiện trường tụi em hứa ra nó sẽ khác. Nó diễn sẽ khác hơn tại vì bây giờ diễn thử. Được, tôi đồng ý kịch bản này. Hả? Hả? Siêu anh hùng á là phải bỏ đi tình cảm riêng tư. Vậy là anh chịu tài trợ cho cái dự án phim ảnh của tụi em đó hả? Đúng, còn cô nữa. Dạ. Phụ nữ á, yêu là phải biết chung thủy.
chứ đâu phải là có trăng quên đèn như vậy. Dạ, dạ, dạ. Đúng không? Trời, anh yên tâm. Nhưng mà với một điều kiện này, điều kiện này không biết là, tôi nghĩ là đơn giản thôi. Anh yên tâm, 100 điều kiện em cũng chịu. Anh cứ nói đi, điều kiện anh lại gì nè? Cái vai siêu nhân á là phải cho tôi đóng. Cái gì? Tôi đóng. Tôi đẹp trai hơn siêu nhân của anh nhiều, đúng không? Ủa, rồi cái anh siêu nhân kia em bỏ cho ai? Anh là viết kịch bản này, anh viết cho nó vai người kiến, người gián gì đó. Tôi anh. Trời ơi, vậy cũng được nữa à? Được chứ. Trời ơi, đúng là có tiền muốn làm gì cũng được mà. Tôi thấy người giới đại siêu nhân trong phim người ta hòa thuận lắm, chứ ai như tôi với ông cãi lộn suốt ngày muốn mỏi miệng luôn á. Đúng rồi đó, siêu nhân với lại người dơ trong phim người ta phải đi cứu nhân độ thế. Đúng rồi, chứ ai mà đứng dẫn chương trình ở đây được. Tôi đi đây. Ê, đi đâu vậy? Khoan đã, phải đi vô chào khán giả trước đó. Quên, không chào được cắt lương sao? Còn phải cắt lương để sống chứ. Và chương trình Ai Cũng Bật Cười đến đây là hết rồi. Chúng ta có một cuộc hẹn vào lúc 20 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV2 nha. Nhớ nha mọi người. Bây giờ tôi đi cứu người đây. Hey. Sao còn đứng đây vậy? Diễn hình thể thôi, phần còn lại kỹ xảo lo. Đi bộ cho nó nhanh. Nghệ sĩ Kiều Minh Tuấn. Ủa? Trời, sao vậy? Có ta đây. Nó dạ em, ông già Noel đây. Ông già Noel nhìn như ông điên vậy nè. Ông già Noel có râu trắng. Đây mới chính là ông già Noel. Hay quá. Lên luôn. Hay quá. Tới luôn. Thôi động quá con ơi. Lên lắm nhờ bác con Tần Lộc nè. Kiểu đổi chiều tròn. Kiểu đổi kiểu. Và đây là phần của chủ nhà. Rất là dễ dàng để tìm ra một món đồ cổ đây. Nhưng về phía khách mời thì dùng cái chổi. Đó, kiểu này đó. Không. Và đây là cái dàn nhảy sạp dành cho khách mời. Khách mời của chúng ta hay lắm, để xem là họ có thể nhảy được cái điệu sạp với một cái dàn dài như thế này hay không.